SHB có tổng giám đốc mới. Ngân hàng nhà nước chấp thuận để bà Ngô Thu Hà giữ chức tổng giám đốc SHB theo đề xuất trước đó. Trước đó, ngày 20 tháng 7, bà Ngô Thu Hà được Hội đồng Quản trị SHB bổ nhiệm quyền tổng giám đốc. Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là tiến sĩ kinh tế. Bà có 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và hơn 11 năm giữ chức vụ phó tổng giám đốc SHB. Trong thời gian công tác tại SHB, bà Ngô Thu Hà đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nửa đầu năm, SHB thu về gần 5.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 85% so với cùng kỳ và lọt top 5 trong nhóm ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao nhất. Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận là 11.600 tỷ đồng. Ngân hàng nhà nước cũng có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SHB lên 26.600 tỷ đồng. Việc liên tục nâng vốn là nền tảng giúp SHB nâng cao uy tín với cộng đồng và các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế.